Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA, nông sản Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan vào thị trường Bỉ, tăng cường vị thế cạnh tranh cũng như là thị phần tại đây. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bỉ. Cửa hàng gia vị châu Á Le Panier Asiatic ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Chị Omahu thường xuyên đến đây để tìm mua các sản phẩm của Việt Nam như bánh đa nem, miến rong, giá đỗ để làm món nem mà chị yêu thích. Tôi lên YouTube học cách làm nem. Tôi trộn lẫn thịt gà xay với tôm băm nhỏ, rồi thêm tỏi băm, hạt tiêu, cà rốt nạo nhỏ, chút rau mùi, chút nước mắm và giá đỗ nữa, rồi cuốn lại thành nem thôi. Chị Meya cũng là người nghiền ẩm thực Việt Nam. Người phụ nữ gốc Colombia này đến đây để lựa chọn những loại thực phẩm gần gũi với cách nấu ăn truyền thống trong gia đình, đặc biệt là các loại rau gia vị. Các loại gia vị bán ở đây cũng tương tự với cách nấu ăn của người Colombia chúng tôi. Tôi thường nấu súp hành nên mua gói gia vị nấu súp của Việt Nam, rồi cho thêm thịt và đặc biệt là phải có rau mùi để món súp thơm ngon hơn. Khách hàng của Le Panier Asiatic chủ yếu là người nước ngoài. Với các loại nông sản châu Á, đặc biệt là hàng Việt, chị Phạm Bích Thủy, chủ cửa hàng, là người luôn nỗ lực quảng bá nhiều nhất cho hàng Việt Nam tại Bỉ. Tôi bán rất nhiều bún mì phở của Việt Nam. Đấy là những cái thương hiệu truyền thống. Thí dụ như là bún tươi của mặt cây tre, của hãng cây tre miền Nam, hay là Vifong, hay là Vina Esico. Thì những cái mặt hàng đó là vốn là mặt hàng truyền thống ở trên thị trường châu Âu cũng như là cửa hàng chúng tôi đã hơn một chục năm. Thì với những khách hàng nhận xét là những mặt hàng đó luôn luôn ổn định về mặt chất lượng. Bỉ là một quốc gia có một tiêu chuẩn thực phẩm chất lượng cao, vì vậy hàng nông sản Việt Nam cần phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Do đó rất cần sự nỗ lực từ các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tìm đối tác kinh doanh. Để Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tạo điều kiện cho hàng hóa nông sản của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu, thì các doanh nghiệp sẽ phải chú ý hơn đến xu hướng tiêu dùng của người châu Âu, đó là xu hướng tiêu dùng xanh.